Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trời Lâm Nguyễn. Trước hết mình cũng xin mến chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống. Hiện tại bây giờ mình đang ở công ty du lịch Việt Travel. Bây giờ là khoảng chừng 4 giờ 15 phút. Cái chuyến du lịch này mình đi qua Campuchia 4 ngày thì đi xe 50 chỗ mà chỉ có 16 thành viên thôi. Trưởng đoàn đây là anh Khải. Không có đâu anh Giáng. Anh Lâm làm trưởng đoàn. Bây giờ là 4 giờ 20 xe bắt đầu khởi hành. Titami, ça y est, c'est fait. Merci. Bây giờ sẽ trực chỉ đi Mộc Châu, đi có hướng về Cam. Hiện tại bây giờ mình đang trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến đi Campuchia lần này là đi xe 50 chỗ nè, thì có 16 thành viên thôi. Thì mỗi người ngồi được 3 ghế. Đó. Bây giờ xe trực chỉ hướng về Mộc Bài, Tây Ninh. Nhà cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là trực thuộc tỉnh Tây Ninh nha. Tức là mình sẽ đi về hướng Tây Ninh, mình sẽ đi về quốc lộ 22 và mình sẽ đi qua địa bàn của huyện Củ Chi. Sau đó mình đến Tây Ninh và mình sẽ có mặt tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bên phía Việt Nam của mình. Tuy nhiên thì trước khi mà mình tới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài á, thì mình sẽ dùng điểm tâm sáng trên hành trình mình di chuyển. Dạ, sáng ngày hôm nay thì đoàn của mình sẽ dùng điểm tâm sáng tại thị, em gọi là thị xã đi ha, bây giờ nó cũng lên thị xã rồi, người ta gọi là thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Dạ, Trảng Bàng và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là 50 cây số. Và bây giờ là 4 giờ rưỡi thì mình sẽ có mặt tại thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh tầm khoảng chừng là 5 giờ rưỡi gì đó là mình có mặt ở thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh rồi. Sau đó em mời gia đình của mình di chuyển vào bên trong một cái nhà hàng địa phương nha. Em dùng cái từ là nhà hàng địa phương ha, tại vì nó cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà được cái là nó cũng có chỗ đậu xe cho mình, là cũng có nhà vệ sinh đầy đủ sạch sẽ và nhân viên phục vụ cũng rất là chu đáo. Và mình sẽ thưởng thức một cái món ăn gọi là đặc trưng của Trảng Bàng, Tây Ninh, đó chính là cái bánh canh. Và mình thống nhất nha là tất cả các thành viên trong đoàn của chúng ta ăn chung một món ăn ha, là bánh canh Trảng Bàng, Tây Ninh, và mình ăn theo cách truyền thống là một tô và một ly. Mình sẽ có tổng cộng là 4 ngày và mình có tổng cộng là 4 bữa điểm tâm sáng. Duy nhất chỉ có bữa điểm tâm sáng ngày hôm nay là mình chịu khó mình ăn tô ly và mình thống nhất mình ăn một món ăn. Còn 3 bữa điểm tâm sáng còn lại tại Vương quốc Campuchia mình sẽ buffet tại khách sạn 4 sao. Thì ăn buffet thì nó sẽ nhiều món ăn hơn, mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Còn riêng sáng ngày hôm nay thì mình chịu khó ha, mình chỉ có một món ăn duy nhất thôi, đó chính là một tô bánh canh nóng hổi. Dạ, và một ly ở đây là ly cà phê đá, ly cà phê sữa hoặc là ly sữa đậu nành hoặc là một cái hương vị nước ngọt gì đó ha, mà ở bên trong nhà hàng người ta có chuẩn bị cho mình. Dạ, sau khi mình ăn uống điểm tâm xong thì mình nghỉ ngơi tại nhà hàng địa phương tầm khoảng chừng 15-20 phút gì đó ha, cho nó thoải mái, cho nó khỏe lại, cho nó tỉnh táo lại. Sau đó mình quay lại xe từ thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh mà mình di chuyển về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tầm khoảng 20 cây số nữa thôi. À, như vậy quãng đường mà mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là 70 cây số hay là tổng hành trình của buổi sáng ngày hôm nay trước khi mình làm thủ tục xuất cảnh là 70 cây số thôi. À, dự kiến tầm khoảng chừng là 7 giờ mình sẽ có mặt tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bên phía Việt Nam. À, sau đó mình sẽ làm thủ tục mình xuất cảnh ha, mình tạm thời xuất cảnh rời Việt Nam trong thời gian 4 ngày. Và mình nhập cảnh xong rồi mình sẽ di chuyển qua bên cửa khẩu quốc tế Pa Bách bên phía nước Campuchia, cách đó tầm khoảng chừng 500 mét thôi. Và hai cửa khẩu nằm sát nhau. Và sau đó mình sẽ làm thủ tục mình sẽ nhập cảnh vào Vương quốc Campuchia. À, hiện nay đoàn của mình thì cũng khá là thoải mái, tại vì đoàn của mình là cũng có chỉ có 16 thành viên thôi. À, đến từ một gia đình, hai gia đình, ba gia đình, bốn gia đình, năm gia đình. Và 16 thành viên đến từ 6 gia đình. Và từ 6 gia đình và đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau và nhiều ngành nghề khác nhau nữa.
Tuy nhiên thì 6 gia đình của chúng ta ngày hôm nay đã tin tưởng công ty du lịch Viettravel, tin tưởng và thương hiệu Viettravel, cho nên đã đồng hành cùng với công ty trong cái chuyến đi khám phá vương quốc Campuchia, hành trình 4 ngày 3 đêm. Thì em cũng rất là mong muốn ha, là cô chú, anh chị, gia đình của chúng ta, mặc dù đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhiều quốc tịch, nhưng chúng ta đều là người Việt Nam hết. Dạ, và mặc dù chúng ta đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, tuy nhiên chúng ta đã đến với Viettravel, thì hãy coi Viettravel như là một mái nhà chung. Dạ, và chúng ta sẽ đi theo kiểu là một gia đình đi du lịch. Dạ, và các thành viên trong đoàn của chúng ta ha, yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau và chia sẻ lẫn nhau, để làm sao đó ha, kết thúc cái tour này và gia đình của chúng ta sẽ còn ha, sẽ còn đâu đó ha, sẽ còn lưu luyến những cái kỷ niệm, và biết đâu đó ha, trong thời gian sắp tới nữa, hoặc là thời gian sau nữa ha, chúng ta lại gặp nhau trên một hành trình khác. Bây giờ là 6:20, đây là trạm dừng chân đầu tiên, nhà xe cho mọi người đi ăn sáng. Hôm nay nhà xe là hãng du lịch Travel cho du khách khi mà ở trạm dừng chân ăn tô bánh canh giò heo cộng với lại miếng huyết. Đây, chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Đây là tiệm Năm Dung 3, tức là họ có mấy tiệm, đây là số 3. Ở đây là họ chuyên về bánh canh với lại bánh tráng, khoai xương, cuốn thịt. Đây, hồi nãy du khách ở đây rất là đông đến đi ăn, thì bây giờ chỉ còn lại group của mình thôi. Group của mình có 16 người. Petit pause déjeuner. Bây giờ mới là 6:10 thôi, chạy chưa tới một tiếng là mình đi ăn sáng rồi. Thì bây giờ mình còn tới 400, hơn 400 cây nữa thì mới tới Siem Reap. Thì bây giờ mình lợi dụng cái thời gian này ngồi nghỉ xả cẳng xả chân 10-15 phút nữa thì xe tiếp tục khởi hành đi qua Cam. Đây là quán bánh canh Tràng Bàng, Năm Dung 3. Đấy, sau khi ăn sáng xong thì còn lại đoàn của mình thôi, 16 người đứng đây cho giãn chân, giãn cẳng, xong xuôi ra ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa mới được xuống xe. Còn trước mặt đây là anh Khải, anh đến từ San Jose. Anh là trưởng đoàn của nhóm mình nha, chứ không phải cả xe nha, nhóm mình thôi chứ không phải là cả đoàn. Bây giờ cả đoàn lên xe, trực chỉ đi Cam. Mai Khải lên xe tự nhiên. Mời chị. Chị mà như cái mềm chắc công ty như cái chanh. Đi, cái tí chơi à? Sao có 15 thằng một kiếm một cái ngồi tay chơi. Nhưng nói chung là chảy tiền qua bên đây. Cho nên là người chơi thì có người thắng là người thua. Và còn những người mà người ta thua mà người ta không còn gì biết mắt thì người ta thường di chuyển về đây. Và đây là con sông Vàm Cỏ và hướng vòng số đông kiểu gì, xong vòng cổ đông và vòng số tây á, vòng cổ đông vòng cổ tây đó, và xong vòng dầu đó, thì thường là có xu hướng là nhảy xuống, nhảy xuống và liên tiếp nhiều gọi là nhiều cái. Hiện tại bây giờ mình đang đứng trước cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tức là biên giới của Việt Nam với Campuchia. Hiện tại bây giờ mình đang đứng trước cửa khẩu quốc tế Mộc Bài của nước Việt Nam. Sau khi hơn một tiếng chạy xe thì tất cả mọi người đã đến cửa khẩu Mộc Bài để làm giấy xuất cảnh. Xong xuôi thì mình sẽ đi qua bên kia.
Đây là cửa khẩu Mộc Bài của nước Campuchia. Bây giờ sau khi làm thủ tục nhập cảnh nước Campuchia thì tất cả mọi người leo lên xe ca, bắt đầu đi về hướng Siem Reap. Campuchia, yeah. À, tại đây thì quý vị của mình là bỏ toàn bộ hành lý ở trên xe, mình không cần phải mang hành lý xuống. Nhưng mà hành lý sẽ tay mình mang theo nha, điện thoại, ví tiền gì đó thì mình mang theo ha. Thì trên tay mình cầm cái hộ chiếu giúp cho em. Dạ, cái hộ chiếu của mình là mình cầm trên tay ha, sau đó mình gửi lại cho hải quan Campuchia, tức là gửi với công an của họ đó. Dạ, mình gửi luôn cả cái visa rời nha. Dạ, có visa rời mà em gửi lại cho anh chị á, thì mình gửi luôn cả visa rời luôn nha. Nói chung là mình gửi lại toàn bộ hộ chiếu và visa lại, dạ, để em làm thủ tục cho mình nhập cảnh. Cái cửa khẩu mình vừa mới đi qua có tên là Bà Vách. Bà Vét kêu Bà Vách ông nội ơi. Bà cậu Bà Vách, dạ mình gọi là Bà Vét. Bà Vét thì Bà Vét. Đất nước người ta tên là Cambodia, thì người Việt Nam mình gọi là Campuchia. Người Việt Nam mình ngộ lắm, đi tới đâu là đổi tên của người ta. Dạ. Thì hỏi Campuchia người ta không biết đâu, nhưng mà Cambodia, đất nước họ là Cambodia, nhà mình đổi thành là Campuchia. Dạ. Nó đẳng cấp hơn, nó giống như Las Vegas vậy đó. Còn cái khu vực này thì nó tạp nham lắm, dạ, chủ yếu là người Đài Loan, Trung Quốc qua làm chủ cho người Việt Nam mình chơi thôi. Ở trong đây thì mình đánh bài thì không cần có đổi phỉnh, dùng tiền mặt mình chơi trực tiếp trên bàn luôn. Tức là cái độ chuyên nghiệp của nó không có đẳng cấp, dạ, mà dùng tiền Việt hoặc là dùng tiền đô đặt trên bàn luôn. Vay ven, tỉnh này là tỉnh đầu tiên này, tỉnh này gọi là tỉnh Surviving. Dạ, Surviving. Sau đó mình sẽ đi qua tỉnh thứ hai là tỉnh Surviving. Mình sẽ dùng cơm trưa tại tỉnh Surviving. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình di chuyển về tỉnh Cơm Bông Thông. Tức lỗi vì là tỉnh Cơm Bông Chàm á. Dạ, và tỉnh tiếp theo là tỉnh Cơm Bông Thông. Và sau đó mới đến được thành phố Siem Reap. Dạ, Siem Reap là thành phố. Dạ, nhưng mà thành phố là trực thuộc tỉnh nha. Tỉnh này cũng gọi là tỉnh Siem Reap luôn. Thì trong đó có thành phố Siem Reap. Và giống như lúc sáng em có chia sẻ đó, khi mình nhập cảnh vào Vương quốc Campuchia thì bên công ty du lịch Viettravel của chúng em có thêm một nhân viên phục vụ nữa, gọi là local, gọi là local guide đó, hướng dẫn viên người Campuchia. Dạ, đây là anh Văn Ti. Anh Văn Ti thì sinh sống tại thủ đô Phnom Penh. Anh sẽ đồng hành với quý đoàn mình trong suốt hành trình 3 đêm 4 ngày. Gia đình mình có thể là dành cho anh Văn Ti một tràng pháo tay được không ạ? Để cổ vũ tinh thần cho ảnh, để ảnh nói tiếng Campuchia mình nghe cho rõ. Anh Văn Ti nói tiếng Campuchia nha, mình nghe được thì mình nghe, không nghe được thì em dịch tiếng Việt cho mình. Em từ mới học tiếng Campuchia được 3 tháng. Dạ, yeah. Em dịch chuẩn lắm. Ảnh nói đông lại tay liền. Biết chết liền không? Chùm liền xúa. Tức là xin chào á. Bonjour, bonjour. Hello. Em là Tý. Chào mừng video mình đã đến Vương quốc Campuchia. Thứ nhất thì chúc cho cả đoàn trong 3 đêm 4 ngày tại Vương quốc Campuchia đều có nhiều điều may mắn và có nhiều sức khỏe để tiếp tục hành này. Thì thưa quý đoàn, đây quý đoàn mình sẽ đi di chuyển quốc lộ số 1. Đoàn mình sẽ chạy thẳng tới Siem Reap. Thì từ đây đoàn mình sẽ xuyên qua 4 tỉnh, tỉnh thứ 5. Thì thưa quý đoàn, mình sẽ đến tỉnh thứ 5, đó là Siem Reap. Từ đây đến Siem Reap là 495 cây số. Wow. Thì xe của quý đồng mình tốc độ thì mình chạy được hơi thoải mái một chút xíu. Thì nguyên do những con đường nào mà bắt tốc độ, những cái quốc lộ số 1 này bắt tốc độ thì mình chạy hơi chậm. Thì quý đồng mình á, những cái con đường không có chỗ nào bắt tốc độ thì xe mình chạy trên chậm số bình thường. Vì thì từ đây đến Siem Reap thì quý đồng mình cũng biết xóm mà, biết không buồn. Thì đường Campuchia thì gọi là đất rộng đường thưa. Dân số Campuchia thì tôi biết rồi, chỉ có bằng thành phố Hồ Chí Minh của mình thôi, là 16 triệu. Thì diện tích của Campuchia là 181.035 km vuông, chỉ bằng 2/3 của huy động mình thôi. Từ đây Campuchia là đất rộng người thưa, thì mình chia ra nhân số của Campuchia như vậy, một cây số là ở 6-70 người thôi, chứ không có nhiều. Đường đây thì huy động mình di chuyển quốc lộ số 1 này là Trung Quốc họ làm tặng cho Campuchia. Thì toàn bộ các đường của Campuchia từ cái dịch mà nổ ra tới bây giờ là cái cơ hội mà không có người đi nhiều đó, thì Trung Quốc họ làm đường tặng cho Campuchia rất là nhiều. Thì hiện nay thì Trung Quốc cũng làm thánh thành một con đường nữa, làm con đường nữa, đó là từ khoảng 2 năm nữa khi đâu mình sang Campuchia rồi mình không chạy đường này nữa, thì đâu mình sẽ chạy từ con đường một bài này hả,
Thái sẽ nói thẳng từ Phnom Penh là con đường cao tốc họ sẽ làm, và họ đang đã làm rồi. Thì theo cái đoạn á, đầu tiên nhất là Campuchia sẽ làm một con đường cao tốc, đó là quốc lộ số 4 là 180 km. Thì họ sẽ thu phí một người như vậy, một chiếc xe như vậy là trên $10. Thì họ nhân ra đó là một cái số như là tầm khoảng một nhân là mười mấy đô la đó, khoảng 10 cent. Thì tôi biết đồng mình đang là mười mấy đô la cho một chuyến đi như vậy thì nó được nhanh hơn. Thì trước đồng mình đi cảng Singapore á, rồi sau khi nghỉ chân được 15 phút lại tiếp tục lên đường đi qua, đi đến Siem Reap. Hiện tại bây giờ mình đang đến điểm dừng để ăn cơm, thì ở đây có cái món cá chạch. Đó, cá chạch là cá chiên lên giống như cá cơm vậy, nó to hơn. Cá chạch. Bên đây là món cá lóc. Và đây là món rau muống. Rau muống xào. Rau muống sọc. Với lại đây là món gà chiên. Có rau củ quả xài xào luôn. Hiện tại bây giờ mình đang ở bên Campuchia đây. Sau khi ăn cơm xong thì bây giờ là trực chỉ đi lên Siem Reap. Chắc đến khoảng chừng 6 giờ tối mới đến. Bắt đầu mình đi sáng trong cây. Hiện tại bây giờ mình đang ở một cái chỗ để dừng chân cho một người đi toilet, rồi được 15 phút sau đó sẽ trực chỉ đi tiếp Siem Reap. Bây giờ là khoảng 3:05. Khi đó mình đề pa là từ 4:20 mà cho bây giờ là 3:05, ô mình chạy cũng là gần 10 tiếng hơn rồi. Thì ở cái khu vực nhà nghỉ này nữa cũng khá mát, cũng lớn rộng lắm. Cái đây mình nghĩ rằng là cái nhà dừng chân cũng tương đối khá tốt cho khách du lịch Việt Nam mình. Đấy. Cũng lớn, rộng, bán đồ. Nói chung ra một bên thì bán đồ lưu niệm, một bên đây là họ bán đồ ăn uống. Đấy. Đây, mình quay tiếp cho mọi người xem đây. Nghe nói ở đây họ tính bằng đô không ạ? Cứ một món tính 1 đô, 2 đô, 3 đô tùy theo cái món. Còn đây là khu vực khách không, sau khi mua đồ uống thì có thể xuống dưới đây ngồi nghỉ ngơi. Đến khu vực này thì mình gặp anh Khải. Anh Khải anh đang làm thơ tả về cái thành phố Siem Reap. Xin giới thiệu đến các bạn, đây là một cái cầu cổ và có niên đại vào
cách đây 1.200 năm vào cái thời kỳ xây dựng Angkor Wat, thì họ xây cái cây cầu này cùng một cái thời kỳ luôn. Và cái cây cầu này đó vào cái thời kỳ chiến tranh á, cái cây cầu này được xây rất là chắc chắn nên nó trường tồn được với thời gian. Đây mình quay gần sát lại cho mọi người xem cái chân cầu nó như thế nào. Đây là cái chân cầu họ sắp xếp từ ở dưới lòng sông lên trên bằng những cái tảng đá. Mà những cái tảng đá này được mang cách từ cái chỗ mà sản xuất đá đến khu vực này cũng mất từ 60 đến 70 cây số. Và những cái thời điểm đó rất là di chuyển rất là khó khăn. Cũng kiểu như hồi xưa ở bên Ai Cập họ xây kim tự tháp thì nó cũng dạng nó giống như vậy. Nói về đất nước Campuchia thì mình không có dành gì hết. Mình chỉ biết rằng là mình nghe qua những cái lời anh hương dân anh nói cho mình nghe. Rất tiếc là cái cầu này không được bảo trì, là tham quan cái thắng cảnh ở đây xây dựng như thế nào để lôi cuốn được khách du lịch, chứ mình thấy rất là bình thường. Mặc dù là nó có cái tuổi đời trên 1.200 năm. Nghe cái anh hướng dẫn viên này, anh nói đây là một cái cây cầu cổ có tuổi đời trên 1.200 năm rồi. Mà bên đây đó, họ gọi là cái cầu này là cái cầu rắn. Nhưng mà khi người Việt Nam mình qua bên đây đổi cái tên thành cầu rồng. Cái cây cầu cổ này cũng không được tu bổ trùng tu gì cho lắm để lôi cuốn khách du lịch, nên mình thấy nó cũng rất là bình thường thôi. Chỉ được có cái là chân cầu á, thì cái thiết kế xây cất của cái chân cầu này nó rất là tốt. Bây giờ thêm 1.000 năm nữa nó cũng thế à. Tại vì nó là những cái khối đá tảng đó, rất là cứng. Vì cái lý do đó nên đâm ra mình thấy khu vực này muốn được lôi cuốn khách du lịch là phải trùng tu lại rồi xây dựng với những cái dịch vụ du lịch thì rất là tốt. Món gì vậy? Dừa sáp là nào, thử ra. Đó, mình xé ra, mình ép, ta lấy nước này. Mà cái dừa sáp không? Không, trái thốt nốt. Trái này người trái thốt nốt to dữ vậy. Không, cái kính. Cái này nó rụng á. Đây là trái thốt nốt rất là lớn nha. Cái này là trái non. Trái non. Thôi đừng lấy nha. Đây là trái non nó miên buồn vậy nè. Cái đầu người ta mới mọc có, người ta cắt cái này, người ta ép cái này nè, nước nó chảy cái ống này. Ừ. Nó chảy nhưng mà nó chưa có ra trái nha. Con này nó già nó rụng, người ta lụm, người ta làm bánh bò thốt nốt. Nó không có nước đâu nha. Mà nó chỉ có cơm thôi. Không, trong mà cái cơm nó cứng hay mềm? À cái cơm nó cứ mềm. Cái chứ không phải như là trái dừa. Làm xôi thốt nốt, chè thốt nốt. Và hoặc là người ta ăn sống luôn, giải nhiệt rất là tốt. Cổ ra ăn thì ăn nó bọc ngon. Ồ, lần đầu tiên mình thấy trái thốt nốt đó nha. To dễ sợ. Cây thốt nốt này là người Campuchia, người ta không có trồng nha. Không có trồng. Cái này là cái dừa không? Mình sẽ bào ra, nấu canh ta. Để cho nó mọc tự nhiên. Tức là nó chín như thế này nè, thì nó sẽ rụng xuống. Rồi khi mà mùa nước lên á, thì trái thốt nốt này là nó rụng xuống thì nước nó đưa đi. Khi mà nước đôi đêm nó đưa đi như vậy, trong suốt một hành trình như vậy là khi nước nó rút xuống, những trái thốt nốt này nó rơi vào lãnh thổ của nhà nào thì nó sẽ mọc cây ở nhà đó và nhà đó giữ cái cây này lại. Dạ. Như vậy là cái lượng cây nó đâu có nhiều đâu để mà sản xuất đại trà. Nó nhiều lắm, thấy gì khu vực không chỉ đồng bằng mà. Đồng bằng cho nên thấy nó vậy chứ nó nhiều kinh khủng lắm, nó tới mấy ngàn cây lên đó. Đồng thổ Campuchia đó. Dạ, nhưng mà người Campuchia người ta không có trồng, lý do là vì cái cây này á, nếu mà trồng á thì đợi cha trồng thì đợi con mới khai thác. À, bây giờ bao nhiêu năm sau mới được hưởng? Như là anh có là 30 năm sau mới khai thác. Chú mẹ. 30 năm sau mới khai thác ra thành được quả của một thành quả của cây thốt nốt, cho nên người ta không có trồng. Thấy nó quá lâu đi. Mà quá nếu mà trồng thì người ta lại không giống mà để lại. Cho nên người ta sẽ nó sầu riêng mấy năm thôi, còn cái này 30 năm rồi. Không có trồng. Chứ nếu như mà người ta có quy hoạch là người ta trồng thì bảo đảm người ta sẽ tạo ra một cánh rừng thốt nốt. Giá trị kinh tế của cây thốt nốt này mang lại. Mà cái cây thốt nốt nó giống như cây dừa không? Họ để cho tự nhiên mà đó. Cây này trái này nó trôi đến ruộng người nào tự nhiên rồi, biết của ai. Tức là ruộng đất thì có chủ, đất thì có chủ. Nó mọc lên ruộng người nào thì người đó được hưởng và coi như là lộc của trời ban.
Và khi mà cha mẹ qua đời chia tài sản cho con cái thì phải chia cây thúc đốt này luôn. Bởi vì cây thúc đốt khi nó đã trưởng thành rồi thì nó có giá trị kinh tế, là phải chia cho con cái luôn để nó khỏi tranh giành nhau. Vậy nó mắc lắm mà. Cây đấy là nhất là trái thì thu hoạch được, nhưng mà cây của nó đây nè. Cây thúc đốt là một loại thanh gỗ có thể làm nhà, làm ván, làm thuyền và làm những cái này nè. Đây là gỗ thúc đốt nè. Rất có giá trị. Đây, gỗ đây. Đó. À, đây là những gia công mỹ nghệ. Những cái gia công mỹ nghệ này từ cây thốt nốt mà ra. Nhưng mà cây thốt nốt nó cao đúng không? Ồ, nó cao lắm, nó cao tới 30 mét. Cái gì 30 mét? Ồ, nó cao khiếp lắm. Đây là trái thốt nốt. Cây kính, cây kính. Dạ, nhìn nó giống cái dừa. Đây là một số sản phẩm được làm từ gỗ thốt nốt. Đây là gỗ thốt nốt luôn nè. Ta làm được cái xuồng luôn. Nó làm được cái thuyền luôn. Nó làm chén. Có giá trị. Là triệt để. Gỗ thốt nốt thì được làm nón, làm phên, làm bếp để tránh khi mưa. Nói chung là tận dụng đủ. Tận dụng gần như là triệt để luôn. Còn mà rẻ cây thốt nốt thì được đào lên để làm đồ gia công mỹ nghệ, tạc hình lồng phượng. Đây là trong núi, Ok, cảm ơn Hiền nhiều nha. Sau khi đi xem cây cầu cổ có tuổi đời, tuổi thọ là 1200 năm. Thì bây giờ đoàn xe tiếp tục đi lên Siem Reap. Đó, trước mặt mình đây là cái cây cầu cổ của xứ Chùa Tháp. Đây là khách sạn Angkor Holiday Hotel. Bây giờ đến giờ 7 giờ kém 15 thì tất cả mọi người ra xe để đi ăn buffet Golongte. Thành phố Siem Reap mà lúc 7 giờ tối. Ở cái khu vực mà ăn buffet Volonté này đó thì họ có trình diễn văn nghệ cho hầu như tất cả các du khách, mọi người khi ghé đến thăm Siem Reap và thăm đền Angkor đó, đế thiên đế thích đó. Ở đây họ trình diễn lại những cái điệu múa của người Campuchia. Thì nói chung rằng là khi vừa ăn uống rồi xem mấy cái cô vũ công này họ múa những cái điệu múa của người Campuchia, thấy cũng rất hay. Thì cũng để giết thời gian rồi. Nói chung là ở cái khu vực này nó rộng, nó lớn lắm, buffet nó rất là khổng lồ luôn đó. Chính vì vậy họ mới làm những cái chương trình biểu diễn này để cho du khách vừa ăn cơm vừa xem. Đây là cái khu vực buffet này rất là lớn nha. Ở bên trong là đồ ăn, ở phía bên ngoài là những cái bàn để cho du khách vừa ăn vừa xem những cái màn trình diễn như thế này nè. Họ trình diễn rất là cái nhiều cái hình thức đặc sắc của người dân Campuchia, chứ không có thuần túy là diễn những cái bước nhảy hồi xưa. Đây là những điệu nhảy mới sau này. Mình thấy cái văn hóa của người Campuchia cũng không có khác gì cho lắm với người Lào hoặc là người Thái. Mình thấy họ múa tay chân họ rất là uyển chuyển, những cái bước đi rất là nhẹ nhàng.
Đây là toàn cảnh phía trước của nhà hàng buffet. Nhà hàng buffet ở đây rất là lớn, rất là rộng nha. Họ sự tổ chức của họ không có được chu đáo cho lắm. Rất là đông khách nhưng mà ngược lại thức ăn họ không có cung cấp đầy đủ. Đây là phía trước đây. Phía trước họ để thức ăn. Còn bên trong kia đây, hướng này là hướng du khách lấy thức ăn ra đây ngồi ăn. Đó, mọi người xem coi, rất là lớn nha. Video tương đối cũng khá dài. Bây giờ mình xin tạm dừng cái clip video này ở đây. Và mến chúc các bạn có một buổi tối ngủ thật ngon, nhiều mộng đẹp. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Vừa ăn vừa được thưởng thức nghe múa nhạc cổ truyền của Campuchia. Rồi bây giờ tất cả mọi người chở ra xe đi về hotel hay đi đâu chơi thì mình chưa biết. Bây giờ là 8 giờ. Đây là phía cửa trước của nhà hàng buffet Volonté Tung Mekong.